Trung Quốc tố cáo Philippines phớt lờ các đề nghị đối thoại về tranh chấp Biển Đông, giữa bối cảnh căng thẳng hai nước đang dâng cao trước thời điểm Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc ra phán quyết chung cuộc về vụ Manila kiện bản đồ lưỡi bò của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tân Hoa Xã ngày 9 tháng 6 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Philippines đã đơn phương đóng sập cánh cửa giải tỏa tranh chấp Biển Đông với Bắc Kinh thông qua các cuộc thương lượng. Manila năm 2012 tuyên bố đã hết cách kể cả các phương pháp ngoại giao và chính trị trước khi đưa bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc lên tòa án ở La Hay nhờ minh định rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông là phi pháp. Trung Quốc quy lỗi cho Philippines đã làm quan hệ song phương cũng như hòa bình ổn định Biển Đông trở nên tệ hại và yêu cầu Philippines ngay lập tức thôi kiện tụng, quay lại các cuộc thương lượng với Trung Quốc. Chính quyền của cựu Tổng thống Aquino ủng hộ biện pháp đa phương hóa vấn đề Biển Đông, trong khi tân chính phủ tại Manila loan báo sẽ nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán tay đôi với Bắc Kinh. Trung Quốc hoan nghênh động thái này và bày tỏ hy vọng là chính phủ mới ở Philippines có thể trở lại bàn đàm phán song phương để giải tỏa tranh chấp.